Hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ. Bước 1. Thí sinh nhập thông tin gồm chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mật khẩu và mã xác thực rồi đăng nhập vào hệ thống. Bước 2. Thí sinh vào menu, tra cứu để xem danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển. Bước 3. Thí sinh xem danh sách các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển và phải chọn đúng ngành cộng mã tổ hợp đủ điều kiện trúng tuyển để đăng ký nguyện vọng 1. Bước 4. Để đăng ký nguyện vọng, thí sinh chọn menu, đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Bước 5. Bấm vào menu, thêm nguyện vọng. Bước 6. Đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, điền thông tin theo các ô tương ứng, mã trường DDN, chọn ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển, nhận tổ hợp môn đã dùng để xét trúng tuyển. Đối với thí sinh chưa tham gia đợt xét tuyển sớm, điền thông tin theo các ô tương ứng, chọn thứ tự nguyện vọng 1, 2 hoặc 3, mã trường DDN, chọn ngành muốn đăng ký xét tuyển, chọn phương thức xét tuyển, xét điểm thi hoặc xét học bạ, nhận tổ hợp môn dùng để xét tuyển. Bước 7. Sau khi hoàn thành đăng ký các nguyện vọng, thí sinh nhấn lưu thông tin để hệ thống ghi nhận. Bước 8. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút xác nhận đăng ký. Sau khi hệ thống đã ghi nhận nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nếu muốn tiếp tục đăng ký các nguyện vọng khác thì nhấn vào thêm nguyện vọng và thực hiện tương tự theo bước 5.